Ngày 15 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an toàn quốc chủ trì phối hợp với các sở ngành, cơ quan liên quan tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao để đánh giá thực trạng, có ngay các giải pháp hạn chế xảy ra cháy nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại hậu quả do cháy nổ gây ra, hoàn thành việc tổng rà soát trước ngày 15 tháng 11. Bộ Xây dựng được giao rà soát các quy định pháp luật về xây dựng, quản lý các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, xây dựng, bổ sung tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy đối với các loại hình nhà ở này, khẩn trương hoàn thành quy chuẩn sửa đổi về an toàn cháy cho nhà, công trình và tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ, hoàn thành trước ngày 30 tháng 9. Chủ trì phối hợp với Bộ Công an, khẩn trương nghiên cứu các giải pháp phòng ngừa cháy nổ, khắc phục những tồn tại về phòng cháy chữa cháy đối với các loại hình trên, ban hành tài liệu hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật để tháo gỡ khó khăn vướng mắc về phòng cháy chữa cháy cho các công trình, cơ sở hiện hữu khác, chỉ đạo các đơn vị địa phương hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các giải pháp để khắc phục những tồn tại, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình sử dụng, hoàn thành trước ngày 30 tháng 10. Chiều ngày 15 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến thắp hương tưởng niệm các nạn nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của thành phố Hà Nội đã hỗ trợ chăm lo cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương cần quan tâm lo việc hậu sự chu đáo cho nạn nhân không may bị tử nạn, quan tâm hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân cả trước mắt và lâu dài, cả về thể chất và tinh thần, khuyến khích các nhà hảo tâm nuôi dưỡng, hỗ trợ các cháu. Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội nhanh chóng ổn định tình hình để người dân yên tâm. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị thành phố Hà Nội, quận Thanh Xuân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc và quan trọng nhất là không được để xảy ra những sự việc tương tự trong thời gian tới. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới thăm, động viên các nạn nhân của vụ cháy chung cư mini đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Đến nay, trong số 26 bệnh nhân được Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận điều trị, nhiều bệnh nhân đã và sẽ được ra viện trong vài ngày tới. Chỉ còn 2 bệnh nhân trong tình trạng nặng, nhưng cũng đang có những tiến triển tích cực. Ngày 15 tháng 9, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương Nguyễn Thanh Bình đã ký ban hành công văn yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành rà soát xác minh các dấu hiệu vi phạm của các tổ chức cá nhân hoặc địa điểm kinh doanh các sản phẩm, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy như bình xịt cứu hỏa, mặt nạ chống khói, thang dây. Theo tìm hiểu, vài ngày nay trên các trang mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, từ khóa thang dây thoát hiểm, bán thang dây thoát hiểm tại Hà Nội, bán thang dây thoát hiểm tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục được tìm kiếm. Giá chào bán tăng rất cao, sản phẩm thang dây thoát hiểm đã tăng giá từ 340.000 đồng lên 550.000 đồng đến 820.000 đồng một bộ. Vậy nhưng nhiều shop bán thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ đã thông báo cháy hàng cho sản phẩm thang dây thoát hiểm. Hiện tại, nếu muốn mua thiết bị này, khách hàng phải đợi từ 5 đến 7 ngày, chưa kể thời gian giao hàng. Từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 15 tháng 9, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức đấu giá biển số xe ô tô phiên đấu giá thứ nhất, bao gồm 11 biển số đẹp của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, giá trúng đấu giá cao nhất là hơn 32,3 tỷ đồng, giá trúng đấu giá thấp nhất 650 triệu đồng. Tổng số tiền trúng đấu giá của 11 biển số trên là hơn 82,3 tỷ đồng. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an. Ngay sau khi nhận được đủ số tiền trúng đấu giá,
Bộ Công an cấp hóa đơn điện tử bán tài sản công và văn bản điện tử xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá gửi vào hòm thư điện tử cho người trúng đấu giá để làm thủ tục đăng ký xe. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đấu giá biển số xe ô tô nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân đăng ký biển số theo sở thích. Việc khai thác có hiệu quả tài sản công là kho biển số nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và công khai minh bạch trong công tác đăng ký, quản lý xe với tiêu chí cải cách thủ tục hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân. Mở rộng đường dây môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không do Võ Thị Mỹ Hạnh cầm đầu. Ngày 15 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ Đỗ Tiến Hải, sinh năm 1981, ngụ Hà Nội và Bùi Minh Tuấn, sinh năm 1990, ngụ tỉnh Hưng Yên. Theo đó, công an đã xác định Nguyễn Thành Liêm, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Cà Mau và Hà Thụy Vân Anh, sinh năm 2000, ngụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh là hai đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm cho các hoa hậu, hoa khôi một số cuộc thi sắc đẹp. Giá bán dâm lên tới 200 triệu đồng một lượt. Liêm và Vân Anh móc nối với Hải và Tuấn tổ chức hoạt động mại dâm trên toàn quốc. Cụ thể, Tuấn xây dựng hình ảnh sang chảnh, đăng tải hình ảnh mua sắm hàng hiệu đắt tiền trên các trang mạng xã hội để lôi kéo, tiếp cận người đẹp, thu hút đào tham gia đường dây. Để tránh việc mua bán dâm bị phát hiện, các đối tượng thuê những căn hộ cao cấp làm nơi bán dâm, sẵn sàng chiêu khách mua dâm đi tour, đi nhanh, qua đêm. Trước đó, công an đã kiểm tra tòa nhà ở đường Nguyễn Văn Linh, quận 7 và khách sạn ở khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh, bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang bán dâm với giá từ 5 đến 200 triệu đồng. Ngày 15 tháng 9, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Tân, 24 tuổi và Võ Lê Hoàng Tú, 23 tuổi, cùng trú ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, để điều tra tội tàn trữ vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Theo điều tra, vào tháng 9 năm 2022, Tân được bạn là Lê Văn Sang tặng cho một khẩu súng để làm kỷ niệm. Tân sợ người nhà biết nên đem súng đến gửi ở nhà bạn là Tú. Sau đó, thông qua mạng xã hội, Tân đặt mua thêm 5 khẩu súng khác cùng một số phụ kiện, đạn các loại để sưu tầm. Ngày 17 tháng 8 năm 2023, sợ gia đình phát hiện số súng đạn trong lúc đi chơi xa, nên Tân đem tất cả sang nhà Tú để nhờ cất giùm. Đến ngày 27 tháng 8 năm 2023, sau khi được triệu tập làm việc về vụ việc gây rối trật tự công cộng, Tân tự thú và cùng lực lượng chức năng đến nhà Tú để giao nộp các khẩu súng, phụ kiện và đạn nói trên.